hỏa tiễn SpaceX và còn phóng lên quỹ đạo chở hàng cho trạm vũ trụ quốc tế, tin từ Cape Canaveral Air Force Station, Florida. Hôm Chủ nhật 21 tháng 9 vừa qua, hỏa tiễn không người lái Falcon 9 của Tập đoàn Công nghệ Thám hiểm Không gian SpaceX được phóng lên thành công, mang theo hàng hóa và nhiều thiết bị khoa học lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Đây là đợt vận chuyển hàng thứ tư của phi thuyền Dragon lên ISS theo hợp đồng giữa SpaceX, cơ quan hàng không vũ trụ NASA. NASA cho biết là vụ phóng được thực hiện vào lúc 1 giờ 52 phút sáng Chủ nhật tại căn cứ không quân Cape Canaveral, tiểu bang Florida. Khoảng 10 phút sau thì phi thuyền chở hàng Dragon đi vào quỹ đạo theo đúng kế hoạch và sẽ ghép nối với ISS ở cách trái đất 260 dặm vào sáng sớm ngày 23 tháng 9. Trong đợt cung cấp này thì phi thuyền Dragon mang theo hơn 5.000 pounds gồm lương thực, nhu yếu phẩm và nhiều vật liệu khoa học y tế, trong đó có cả máy in 3 chiều và 20 con chuột sống làm thí nghiệm. Trước đó, SpaceX dự định thực hiện đợt chuyển hàng này vào ngày 20 tháng 9, nhưng phải hoãn do điều kiện thời tiết xấu. Đợt cung cấp vật liệu và thiết bị cho ISS nằm trong hợp đồng trị giá 1.6 tỷ Mỹ Kim mà SpaceX ký với NASA. Theo kế hoạch thì SpaceX sẽ tiến hành 12 đợt chuyển hàng cho ISS bằng phi thuyền chở hàng Dragon.